Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 4 năm 2020. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau. Chủ trọ đồng loạt miễn giảm tiền thuê nhà cho công nhân mùa dịch Covid-19. Quán cưới mùa dịch để hạnh phúc thêm trọn vẹn đông đầy. Liên minh châu Âu nới lỏng quy định đối với hàng không nội địa. Công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 16 CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan tập trung thực hiện ngay các nội dung sau. 1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, ấp khu phố cách ly với ấp khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thực hiện nghiêm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh. Thực hiện khai báo y tế và cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế. 2. Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng, mọi hoạt động vận tải hành khách công cộng, xe hợp đồng, trừ xe đưa rước công nhân, xe taxi, Honda ôm. Hoạt động của tất cả các bến phà trên địa bàn tỉnh, riêng bến phà Long Cang, An Nhật Tân, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đức quản lý và bến phà Tân Thanh, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc quản lý. Chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Giao trách nhiệm Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra xử lý để thực hiện nghiêm vấn đề này. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, huyện. Trường hợp có nhu cầu cần giải quyết, tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. 3. Các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh bố trí cho cán bộ công chức viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở, tăng cường, tổ chức họp trực tuyến. Việc sắp xếp này do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị đình trệ. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. 4. Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hải quan Long An, Sở Y tế, Cục Quản lý Thị trường và các ngành chức năng địa phương liên quan thực hiện quyết liệt đồng bộ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Campuchia, kiểm soát chặt việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Các chỉ đạo trước đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn có giá trị thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần đã ký. Hoạt động kinh tế bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 nên dự báo nguồn thu ngân sách của tỉnh Long An sẽ bị ảnh hưởng lớn trong năm 2020.
Tổng thu nội địa của tỉnh tính đến những ngày cuối tháng 3 là trên 3.700 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán và bằng 104% so với cùng kỳ. Nhìn chung, số thu đến nay chưa bị tác động giảm lớn, nhưng với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế xã hội. Một số doanh nghiệp FDI phản ánh khó khăn trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, xin được gia hạn nộp thuế. Số doanh nghiệp thuộc ngành may mặc, sản xuất giày dép và các vật tư, máy móc thiết bị, nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc. Việc nhập khẩu hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn và bị chậm trễ tiến độ. Nếu tình hình kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Số doanh nghiệp trong tháng 3 đã giảm 76 doanh nghiệp so với tháng 2020, trong đó 18 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 33 doanh nghiệp giải thể. Riêng đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn, hàng quán đều sụt giảm doanh thu nên đã làm đơn xin miễn giảm thuế. Để khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn thu, Cục Thuế đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai quyết liệt trong toàn ngành, đồng thời đẩy mạnh thu nợ và sẽ có biện pháp thích hợp để thu ngân sách trong tình hình khó khăn. Ngoài ra, ngành cũng sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, đảm bảo theo chỉ tiêu Tổng cục giao. Dịch bệnh COVID-19 đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Nhằm thiết thực giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà ở, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức đã phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn, vận động chủ nhà trọ giảm giá, chia sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Theo thống kê, đến ngày 3 tháng 4, đã có hơn 100 chủ nhà trọ trên địa bàn các xã là Thanh Phú, Tân Bửu, Phước Lợi, Thành Đức, Mỹ Yên, An Thạnh, Lương Bình, Nhật Chánh đồng ý giảm giá tiền thuê trọ cho công nhân, với tổng số phòng cho thuê lên đến gần 2.000 phòng. Đặc biệt, có một số chủ nhà trọ đồng ý giảm 100% tiền thuê trọ cho công nhân. Thì Liên đoàn Lao động huyện đã cùng với ngành công an ở trên địa bàn huyện vận động các cái chủ nhà cơ sở nhà trọ trên địa bàn huyện, trong đó tập trung nhiều nhất là các cái chủ cơ sở nhà trọ công nhân văn hóa để miễn giảm hoặc là hỗ trợ cho công nhân lao động trong cái thời điểm khó khăn. Ngoài cái việc vận động các cái cơ sở nhà trọ trên địa bàn huyện thì hiện nay Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp tục vận động các cái công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện của mình là hạn chế cái việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân để tạo điều kiện cho công nhân có việc làm trong cái thời điểm mùa dịch, để công nhân cũng có lương để là trang trải cái cuộc sống trong cái đợt dịch này. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những hành động chung tay chia sẻ dù nhỏ hay lớn chắc chắn đều sẽ trở thành động lực để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch. Bến Lức là địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp nên thu hút người dân khắp nơi đổ về sinh sống và làm ăn. Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến cho nhiều nhà máy, công ty, xí nghiệp cắt giảm biên chế hoặc cho công nhân tạm thời nghỉ việc. Vì vậy, nhiều công nhân không đi làm dẫn đến gặp khó khăn về tiền bạc. Trước thực tế đó, để chung tay cùng nhà nước trong công tác phòng chống dịch, nhiều chủ nhà trọ đã quyết định miễn giảm tiền thuê nhà cho công nhân. Theo ghi nhận tại các xã như Thanh Phú, Long Hiệp, Tân Vũ, Lương Bình, nhiều chủ nhà trọ đã ra thông báo miễn giảm tiền thuê nhà cho công nhân. Cụ thể, có nhiều chủ nhà miễn tiền trọ đến khi công nhân đi làm trở lại, hay nhiều người giảm 30-100% tiền thuê nhà cho đến hết tháng 4. Những việc làm ý nghĩa này của các chủ nhà trọ khiến công nhân vô cùng phấn khởi. Thì trong cái mùa dịch này á, là tôi thấy là coi như công nhân thất nghiệp nhiều quá, nhà mướn cũng khó khăn á, là thực ra tôi giảm giá 100% luôn. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 95 nhà trọ với 2.086 phòng trọ giảm tiền thuê, tiền điện nước cho công nhân lao động trong tháng 4. Bình quân mỗi phòng trọ được giảm giá tiền thuê thấp nhất 100.000 đồng một tháng, nhiều nhất là 1,5 triệu đồng một tháng. Tôi ở dưới quê là nó cũng được 2 năm mấy rồi, cái ở đây được cái yên tĩnh. Giờ nghe giảm giá nhà trọ em cũng mừng. Đang trong mùa dịch, vấn đề việc làm thu nhập trở nên rất khó khăn. Vì thế, việc miễn hay giảm tiền phòng cho thuê của các chủ nhà trọ làm nhiều người cảm kích. Hành động khiến cho công nhân và người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chủ nhà trọ chia sẻ gánh nặng cho người lao động để họ yên tâm ổn định cuộc sống. Nhận được tin bố mất qua điện thoại, trong lòng Trung úy Nguyễn Đình Thông, đội trưởng đội chủ trang, đồn biên phòng Thạnh Trị, bộ đội biên phòng Long An đau như cắt. Nhưng vì nhiệm vụ công tác, Trung úy Thông nén nỗi đau vào trong và hướng về quê hương gặp đầu tiễn biệt người bố đáng kính của mình. Ngay khi biết được tin, bố của Thông qua đời tại quê nhà xã Kim Qua, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Long An cũng như các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới này, không ai là không khỏi thương xót.
Trước sự việc đau thương này, được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh Trị đã giúp Thông lập bàn thờ giọng ngay trước chốt kiểm soát mà Thông cùng 5 cán bộ chiến sĩ khác đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Thông thắp nén hương tiễn biệt bố, cũng như để những người đồng đội thắp nén nhang tiễn biệt người thân của đồng chí, đồng đội mình. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cũng đến chia buồn và động viên đồng chí. Với truyền thống gia đình cách mạng, tinh thần trách nhiệm cao, Trung úy Thông đã biến đau thương thành hành động khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh cao cả của đồng chí Thông trong lúc chống dịch, qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng Long An nói riêng. Vào khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô hiệu Kia mang biển kiểm soát 70A-70614 di chuyển từ hướng biên giới vào nội địa thuộc địa phận ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chống buôn lậu, Bộ đội Biên phòng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra phát hiện bên trong có chứa thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đối tượng khai tên Lê Đăng Phương, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Số thuốc lá trên được đối tượng vận chuyển cho một người không quen, sau khi vận chuyển thành công sẽ được trả 500.000 đồng tiền vận chuyển. Hiện vụ việc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, liên quan đến việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 2 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 1731 chấp thuận cho các bến khách ngang sông được hoạt động đưa rước công nhân. Sau khi xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tại công văn số 1400 ngày 1 tháng 4 năm 2020. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Chấp thuận cho 4 bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ được hoạt động phục vụ đưa rước công nhân. Cụ thể, 1. Bến An Ninh Tây, Mỹ Quý Đông, chủ bến ông Lê Văn Tặng. 2. Bến Rạch Ba Dồn, chủ bến bà Nguyễn Thị Bích Liễu. 3. Bến Nhà Hội, chủ bến ông Nguyễn Thanh Hùng. Thời gian hoạt động: sáng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ. 4. Bến Lộc Giang, chủ bến ông Đào Văn Giàu. Thời gian hoạt động: sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Căn cứ chủ trương trên, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Đức Huệ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Tấn Hòa. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi giải trí để phòng chống dịch bệnh. Và mới đây là công điện số 1665 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đồng loạt đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức bán mang về, giao hàng tận nhà, chứ không phục vụ tại chỗ. Tại thành phố Tân An, trên các tuyến đường chính như Hùng Vương nối dài, quốc lộ 62, Châu Thị Kim, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, quán ăn, thể dục thẩm mỹ, khu vui chơi, giải trí đều tạm nghỉ đến khi có thông báo mới để phòng chống COVID-19. Mình cũng đã thông báo nhanh chóng kịp thời đến tất cả các khách hàng. Cái thời hạn mà khách hàng tập ở đây sẽ được bảo lưu lại đến ngày mà chúng ta mở cửa trở lại. Thì đối với việc mà đóng cửa như thế này thì tất nhiên là mình cũng có bị thiệt hại, nhưng mà đây là cái chủ trương chung của cả nước thì mình góp một chút gọi là bảo vệ cho tính mạng cho mình cũng như khách hàng của mình và cho cả nước để phòng chống dịch tốt hơn. Bên cạnh các cơ sở tạm dừng kinh doanh, những ngày này một số cửa hàng hoạt động cầm cự bằng hình thức nhận đặt hàng qua điện thoại, giao tận nhà nhằm tránh tập trung đông người. Ví dụ khách nào alo trực tiếp qua thì mình nhận rồi mình giao hàng tận nơi, chứ cũng không có bán đem về hay là khách ngồi lại để hạn chế cái việc mà dịch bệnh lây lan. Bình thường thì mình kinh doanh thì ví dụ như một ngày mình bán được 200-300 ly,
mà bây giờ không có khách ngồi lại mà cũng không có khách đem về nữa thì cái số lượng mình bán nó giảm rất là nhiều. Thì mình bán bây giờ thì chỉ có vài chục ly. Giờ mình bán vậy để mình cầm cự, mình trả lương cho nhân viên. Nó cũng tội mấy bé, nó nghỉ rồi nó không có việc làm, rồi nó thiếu thốn tiền bạc này nọ nữa. Ban đầu thì tới 10 nhân viên, nó còn bây giờ thì chỉ còn 3-4 nhân viên thôi. Nó mình xây cho mấy em nó nghỉ. Thật sự thì tôi mong muốn là dịch bệnh sẽ giảm đi và người dân sẽ lại buôn bán kinh tế này nọ là như bình thường. Đó, tại vì thấy người dân buôn bán bị giảm lại rồi cũng nhìn mình cũng buồn lắm, nhìn ra đường mà đóng cửa hết trơn, không có ai đi lại hết á. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, mọi người chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đây được xem là biện pháp cấp bách, quyết liệt tại thời điểm này nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, góp sức chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Chủ trương nó cũng của nhà nước đặt ra cũng được, nó hạn chế dịch bệnh lây lan rồi. Nên tránh tụ tập đông người thì cũng an toàn cho người dân. Bản thân em thì cũng chấp hành theo chủ nhà nước thì mua cũng mang về thôi chứ không có ngồi tại quán ăn. Theo dự báo, những ngày tới khả năng sẽ là đỉnh điểm của dịch bệnh. Việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh ở nước ta nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và của địa phương, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của người dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp sớm trở lại bình thường. Quảng cưới, điều không cặp quyên ương gia đình nào mong muốn. Nhưng việc tạm dừng đám hỷ khi mà cả nước, toàn thể đồng bào đang chung tay đoàn kết, chung sức, chung lòng, đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm cho một Việt Nam nói chung, Long An nói riêng, an toàn, thì hoàn toàn đáng làm. Tạm thời hy sinh một chút hạnh phúc riêng tư để góp phần đem về một niềm vui lớn lao hơn, tràn đầy hơn, thì chẳng có hạnh phúc nào bằng. Nếu không xảy ra dịch bệnh COVID-19, thì ngày 22 tháng 3 năm 2020, gia đình bà Võ Kim Oanh ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức có lẽ đã đón hàng trăm khách gần xa đến chung vui đám cưới của con trai bà. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, hình cưới đã chụp, thiệp hồng đã viết, nhạc sống trang trí nhà cửa gần như đã hoàn tất. Nhưng trước diễn biến của dịch còn nhiều phức tạp, cùng ý thức cao trong việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng, gia đình đã quyết định lùi lại ngày cưới đến một thời điểm phù hợp khi mà tất cả đã thực sự an toàn. Chuẩn bị hết luôn, như mình đặt đồ, rồi rạp như là bàn ghế, rồi son nồi hoặc cái gì mình cũng đặt hết. Thiệp mời mình cũng đặt hết rồi, như ngày đó thì nghe như chính quyền nói thôi mình cũng sợ dịch bệnh gì đó. Thôi cũng quản lại, mình đi hồi. Như chân như bạn bè đâu cũng thông cảm, ta cũng đồng ý với mình. Thì mình có đứa tính cũng làm cho rạng rỡ, nhưng mà đám cưới cho hai con bao giờ cũng lỡ rồi, miễn cho hai đứa hạnh phúc cũng được, chứ mình cũng không muốn vậy. Hay như gia đình anh chị Nguyễn Thành Lộc và Tô Thị Quyền Trân cũng đã chuẩn bị đám cưới chu đáo với hơn 400 khách mời, nhưng rồi cặp đôi cũng quyết định tạm dừng bởi một lý do hết sức chính đáng, là chung tay cùng cấp ủy chính quyền, người dân đẩy lùi COVID-19. Vì cái tình hình sức khỏe chung, nói chung là khách mời là cũng gia đình với bạn bè anh em mình. Mình suy nghĩ cho sức khỏe của gia đình mình trước, bạn bè, gia đình rồi cộng đồng đó, nên quyết định là quản đám cưới lại, đợi tình hình dịch bệnh cho nó ổn định rồi bắt đầu mình tính tiếp. Nói chung là lúc đầu nghe là buồn, khóc. Dạ, sau rồi cái em suy nghĩ lại là dịch như vậy nè, cho nên là dời lại, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, rồi xong rồi hết dịch rồi mình có thể làm lại được. Đám cưới là một sự kiện trọng đại của đời người, việc quản đám cưới đều là việc không ai muốn. Thế nhưng rất nhiều gia đình đã vui vẻ thực hiện với một lý do chung là giữ an toàn cho cộng đồng. Các cặp đôi uyên ương hy sinh niềm vui trước mắt cho hạnh phúc tương lai. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc làm này rất đáng trân quý và cần nhân rộng để góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.